anh Mạnh đâu, anh có nghe thông tin là anh Mạnh nhảy vì hoàn cảnh khó khăn nên đã nhảy cầu tự tử, bỏ lại hai đứa con và một bà mẹ. Hai nhóm thiện nguyện hai anh sẽ đến đó và thật sự như thế nào, mình chuẩn bị đi nha mọi người. Xin chào mọi người, hiện nay nhóm thiện nguyện hai anh đã đến gia đình của anh Mạnh. Hiện giờ nhóm đang đứng trước cửa nhà anh Mạnh, bây giờ tôi mời đi chuẩn bị đi vô nhà anh Mạnh để cho mọi người. Con nghe chào bác. Hôm nay nhóm thiện nguyện Hải Anh đến gia đình của anh Mạnh là để nghe hỏi một chút xíu thông tin. Bác cho con hỏi là bác họ tên đầy đủ là gì? Tôi gọi chị Mừ. Năm nay nhiêu tuổi rồi bác? Năm nay 72 tuổi. Rồi bác là gì của anh Mạnh? Bà và vợ. Dạ. Mà con có nghe thông tin là anh Mạnh nhảy cầu tự tử gì đó, là cái ảnh nhảy ở cầu nào mất? Cầu chạy qua chợ đó. Dạ. Dạ, qua bến xe đó. Dạ. Mà vì lý do là mà ảnh nhảy cầu vô đó? Không biết cái đó, không biết nữa, nó đi đâu 2 tháng mấy rồi đó. Vì nghe người ta nói tự tử rồi công an rồi kêu tôi ra vậy chứ tôi cũng không có biết đầu đuôi làm sao nữa. Cái lúc mà ảnh nhảy tự tử là bao lâu rồi? Hôm bữa nay nữa là 3 bữa nè. 3 bữa hả? Mà ảnh vì sao mà ông bộ ảnh sống như sao mà ảnh buồn, có buồn phiền gia đình không? Biết thì không biết sao mà đi đâu có cái gì đâu, nó buồn phiền có chơi rồi bạn bè ăn sao đó rồi. Dạ. Buồn phiền với bạn bè ăn sao đó cái. Dạ. Đó là mình cũng không biết chứ, ở nhà này thì nó không có gì đâu, không ai nói gì nó buồn phiền chứ. Dạ. Rồi cái lúc mà ảnh sống chung với con gái bác là có hạnh phúc không bác? Thì đánh đập gầy gà hoài rồi nhỏ nọ nó bỏ nó đi. Đi. Dạ. Rồi tính thử năm thử rồi được hôn rồi hoài không được, rồi ba năm mấy về ly dị đó, ly dị rồi kêu nó ra cái tên nó không ký, rồi cái nhỏ này nó nói ông ra cái tên đi, tôi cho 10 triệu mua chiếc xe đang đi giá cát sống. Dạ. Rồi cho 10 triệu rồi mua chiếc xe. Dạ. Còn 5 triệu mua chiếc xe, 5 triệu còn 5 triệu mà không biết xài còn không hay sao, tôi cái đó tôi cũng không biết. Dạ. Rồi sao nghe tự giận, rồi sáng người ta công an rồi lại kêu tôi ra ngoài coi mò xác coi phải ghẻ bà không. Dạ. Đi ra thì mò không được, rồi tới qua bữa sau á thì nổi thấy cái chốt đầu. Dạ. Rồi công an chạy ra, công an chạy vô kêu tôi ra nhìn. Dạ. Rồi tôi nó mới ra thấy cái chốt đầu, chưa thấy chán thấy mặt chân đâu biết, nó hồi bà vô lập biên bản rồi xong rồi người ta kéo lên rồi bà nhìn. Dạ. Rồi cái thằng thứ tư tôi nó chỉ ở nó đi mờ hồ, nó chạy về nó chạy ra nó không cho tôi xuống, nó để tôi nhìn được rồi bà già bà yếu rồi bà nhìn chi. Dạ. Đó. Rồi bác cho con hỏi là con gái của bác là họ tên đầy đủ là gì bác? Nguyễn Khánh Hoa. Năm nay chị đó năm nay 44 tuổi. 40 mấy? 44. 44 tuổi. Là tuổi tỵ gắn. Dạ. Dạ, dạ, anh chị có mấy đứa con vậy bác? Hai đứa con gái không à? Dạ. Đứa học lớp 9 lên lớp 10, đứa. Dạ. Học lớp 3, lớp 2 lên lớp 3. Dạ. Rồi trong cái lúc hai anh chị còn sống chung nhau, hai đứa nó sống như sao bác? Nó cũng vất vả lắm, nó cũng chạy qua tôi ngủ hoài á, đi đầu ra cuối làng giết rồi đi á. Dạ. Rồi cái mà cái giờ chị lúc trước mà anh chị ly dị rồi chị ở đâu á? Chị ở trên Bình Dương, Bình Dương á, bằng hàng gỗ. Mà cái thu nhập của chị là hàng tháng bao nhiêu? Tháng được 7-8 triệu gì đó. Vậy đó hả? Dạ. Gửi về tôi tháng 4 triệu, tôi hai đứa nhỏ. Dạ. Rồi hồi lớp nhỏ thì đủ. Rồi. Dạ. Tới ngõ này lên lớp 10 rồi đóng tiền này tiền kia đủ thứ chứ không có đủ. Tháng. Dạ. Thiếu 1 triệu, tháng thiếu 1 triệu, tôi bù vô tháng 1 triệu, tháng 1 triệu đó, không có tiền đi hỏi người ta. Rồi cái bán dừa ha, mà lúa có tiền nên trả. Dạ. Rồi cái bé nhỏ thì nó học hành đầy đủ không á? Cũng đầy đủ. Dạ. Đi thì bữa nào chị nó đi giác sáng, cùng giác sáng thì chị nó đưa. Dạ. Rồi trưa thì sang đau ôm rước. Còn như con nghe mới nãy, con trước khi con lại á, là con có nghe bác nói á, là lúc trước á, anh Mạnh á, thường có hành hung vợ con gì không? Thì có bác có thể kể chi tiết cho anh em trên cộng đồng mạng biết không? Thì hành hung rồi cũng có xích mích gì chút đỉnh vậy thôi. Dạ. Dạ.
Rồi chế hiện giờ là cái nhà này là của anh. Của anh chị đó đó. Dạ. Còn miếng đất này chọn lỏng là bác cho miếng anh. Miếng đất này cho. Dạ. Rồi cái nhà này. Còn bộ không có gì, cái nhà tôi cũng cắt tôi cho chứ nó cũng có gì chứ. Cái nhà này chắc cái nhà này là mình có ở vườn không hay là có? Hôm đó thì nó ở, rồi mới đi 2 tháng 2 không có ở. Rồi tôi qua lại tôi quét nhà dọn dẹp vậy thôi. Rồi cái nhà gì mà hai bé nó ở sao bác? Ở bên tôi đó. Dạ yeah, bác. Đi ngủ bển á. Dạ. Vì cái nhà này chắc không có ai ở đâu ha. Có ai ở. Có cha nó mỗi lần cha nó ở. Dạ. Yeah. Cha nó mới đi 2 tháng 2 rồi chết đó. Dạ ảnh nói chung là ảnh đi vác cát phải không? Đi vác cát chứ đi làm thuê làm mướn này nọ. À ảnh đi làm chỗ nào bác? Đi vác mà chỗ nào vác cát thì người ta mướn thì đi vác. Rồi ảnh đi làm xa không hay là vòng vòng đây thôi? Vòng đây cũng có khi đi xa, đi xuống ngã năm, ú gì tùm lum hết trơn á. Vậy một ngoại làm mới là ảnh vác cát hay là gì nó thuê là nó một ngày nó kiếm ảnh bao nhiêu tiền? Không biết. Cái đó là tôi không biết. Ảnh không nói với bác sao? Không. Cũng mừng rồi không mà vợ ấy tới giờ mấy năm nay nó không biết, có khi nó có cho con nó được 100-200 lâu năm đầu nha, rồi bắt đầu năm sau là không có cho con đứa lâu lâu chừng tháng 2 tháng gì đó cho lứa được 20,000 chứ không có cho ấy năm mấy sau á là không có cho tiền cho lâu lâu mấy tháng gì đó cho được 20,000 đứa 20,000 10,000 vậy. Là nói chung là cái cuộc sống của hai đứa nhỏ là toàn là con gái của bác lo không? Con gái tôi lo. Còn ảnh lâu lâu ảnh cho mấy đứa vài chục ngàn để mua bánh ăn này nữa không? Vậy là bác ơi cho con hỏi á, là bé con gái lớn của anh Mạnh là tên gì á? Tên Nguyễn Kim Tho. Nguyễn Kim Tho, năm nay nhiêu tuổi bác? Năm nay 15 mà 16 tuổi thì học lớp 9 lên lớp 10 á. Mà bé học đã không bác? Bé năm nào cũng có lãnh thưởng hết trơn á. Dạ, lãnh thưởng hả? Rồi có bé nhỏ này không có lãnh thưởng. Vậy đó ha. Rồi cái mình mỗi lần mình học là tiền học phí nào nó đóng đầy đủ hết. Đóng đầy đủ. Như là có hộ nghèo, mấy năm nó học nhỏ thì không có đóng tiền. Còn hồi năm ngoái năm nay mới đóng tiền, năm nay mới đóng tiền nhiều, năm nay đóng hết 1 triệu bạc tiền bằng giấy nạp chứ bằng khai sinh, bằng này bằng kia hết 1 triệu mấy. Dạ. Dạ bác biết bé học ở trường nào không? Bây giờ là nó học trường ngay cái cầu đó chạy thẳng lại đẳng thì năm nay nó lên lớp 10 là nó học cầu đẳng. Bác biết không biết tên trường tên gì sao? Không. Trời dốt tôi đâu có gần. Hỏi địa chỉ ở đây là đâu vậy? Địa chỉ ở đây là địa chỉ là tên gì? Địa chỉ đây là Bình Hiếu. Bình Hiếu là phường Bình Thạnh. Phường Bình Thạnh. Ừ. Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Thì bác con gái bác cũng về hồi lúc nào vậy? Về hồi 6 giờ chiều. Rồi vậy chị có nói gì khóc lóc gì không? Cũng có, nó cũng mua này mua kia đem về. Ý con nói ảnh có về chị có về buồn ảnh gì không? Cũng buồn chứ. Ngày nay có thằng chồng vậy chứ thấy cũng chết rồi, thấy cũng tủi thân. Không có ở trận bận quần xào lõn mà tôi thấy vậy rồi không có đi đem quần áo đem rồi không biết rồi công an lấy gì đâu được 2-3 bộ đồ còn như mất hết trơn à. Rồi tôi thấy vậy bận ở trần bận quần xào lõn tôi qua chợ tôi mua 2 bộ đồ. Ừ. Hai cái một cái dài đó. Tôi còn mong mấy ông giúp đỡ giùm cho nó đặng có cái nhà ấy rồi nó phụ tiền cho nó cắt cái nhà cho mẹ con nó ở. Tôi nó không ở về nó ở nó đi mần vài năm nữa nó về tôi ở, tôi qua tôi ở nuôi 2 đứa nhỏ ở bển thấy cũng hơi khó khăn. Rồi bác có tâm sự gì nữa không, bác nói với luôn đi. Tôi bác có muốn gì nữa quá trời số hết, tôi không biết cái gì hồi nào giờ tôi không biết cái không, gì không cô nói đại nói gì cô nghĩ, cứ nghĩ nói gì đó cái tâm sự cô suy nghĩ thôi. Xin chào các bạn cộng đồng mạng, bây giờ tôi nhóm hiệu nguyện với anh ý của bác đây là mẹ vợ của anh Mạnh, là ý muốn là xin cộng đồng cũng như hùng chút ít vô để xây lại cái nhà cho nó gọn gàng lại để mốt bác qua bác ở bác nuôi 2 đứa bé chứ giờ mẹ 2 đứa bé cha thì đã mất, mẹ đi làm xa ít về nhà, nói chung là 2 bé nó thiếu sự quan tâm của người lớn rất nhiều nên tôi mong mọi người ủng hộ cho bé có cái nhà để cho bé có tinh thần bác cố gắng học tập để giúp ích cho xã hội. Con hay con nói gì bác chịu không? Chịu. Mà bé nhỏ học thì sao bác? Bé nhỏ bé có nhỏ học thì cũng đỡ lắm mà năm nay thi không có được lãnh thưởng cũng trung bình mà mỗi lần mà bé
mẹ bé đi làm gì đó, rồi bé có nhắc mẹ nó không? Nhắc quen liền. Rồi nó có khóc mẹ gì không á? Mẹ nó về đây mà nó đòi đi lên chảnh nữa. Mẹ nó nói mẹ về rồi con đi lên chảnh chi cho tốn tiền. Vậy thôi, con không đi đâu, con ở nhà với ông ngoại. Rồi bé nhỏ thì sao á? Cái nhỏ, cái lớn thì nó không có ai. Bé lớn thì nó lớn rồi, nó biết rồi. Còn bé nhỏ thì nó rồi. À, xin chào mọi người, hôm nay nhóm thiện nguyện đã đến nhà anh Mạnh. Rồi đây là mẹ vợ của anh Mạnh. Thì tôi cũng đến đây cũng xác minh, đâu đó cũng biết hết trơn rồi. Thì cũng xin cho cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ. Cũng như là mình giờ cha thì đã mất, mẹ thì đi làm xa, hai đứa con thì bơ vơ ở nhà sống với bà ngoại. Mong cộng đồng mạng cũng như là chút đỉnh giúp cho bé có tiền để xây sửa lại cái nhà, với lại ủng hộ tinh thần bé học tập. Chứ nhiều khi cha mất, mẹ đi làm xa, hai bé sống rất là buồn tủi cũng như là thiếu tự tin trong cuộc sống. Nay mong mọi người ủng hộ chút đỉnh để cho cũng như ủng hộ tinh thần bé. Thôi nay nhóm thiện nguyện đến đây cũng đã đến tới nhà cũng nói hết lại rồi, cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân.